Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Bộ truyện Naruto là một trong những bộ shonen nổi tiếng nhất mọi thời đại. Mức độ phổ biến của nó có thể được so sánh ngang với Dragon Ball. Điều này có được nhờ các yếu tố hành động, nhân vật hoặc thậm chí đơn giản là ra đời đúng nơi, đúng thời điểm. Tuy nhiên, một phần lớn người hâm mộ theo dõi vì thích thú sự lãng mạn nhẹ nhàng. Có những nhân vật muốn được yêu đến hết cả đời này, muốn cùng người mình thương già đi, cũng muốn nhìn thấy mái tóc xanh hôm nay dần dần đổi màu theo năm tháng. Nhưng phận duyên thường sẽ không chiều theo ý lòng người. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thông qua video này để tìm hiểu xem có những cặp đôi nào sẽ không tới được với nhau nhé. Thứ 5, Uchiha Itachi, Uchiha Izumi. Theo tiểu thuyết Itachi Shinden, Itachi có một mối tình đẹp nhưng không trọn vẹn. Anh cũng từng yêu điên cuồng một cô gái mang tên Uchiha Izumi. Trong những năm ở học viện, Izumi và Itachi dần trở nên thắm thiết. Hai đứa trẻ luôn bám lấy nhau ở bất cứ nơi đâu, đến mức mà người ta đều nghĩ rằng chúng còn hơn cả bạn bè. Sau này, tình cảm của Izumi dành cho Itachi càng mãnh liệt hơn. Thế nhưng, cùng thời gian ấy, Itachi lại đang hoạt động trong đội Anbu dưới trướng của Danzo. Vì vậy, anh chàng chẳng còn cơ hội để phát triển mối quan hệ sâu hơn. Thời điểm Danzo hạ lệnh cho Itachi tiêu diệt toàn bộ gia tộc Uchiha, người đầu tiên ngã xuống dưới tay anh không phải ai khác mà chính là Izumi. Tuy nhiên, trước lúc Itachi giết chết Izumi thì anh ta đã đưa cô ấy vào Shukojomi và tạo ra ở đó một bối cảnh Konoha đã có cuộc sống hòa bình. Ở đó, Itachi kết hôn với Izumi, họ có con và cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng đến năm 80 tuổi. Do đó, trước khi Izumi chết, cô đã nở nụ cười và lời cuối cùng của cô đó chính là cảm ơn. Thứ tư, Dan Tsunade. Sau cái chết của cậu em trai Nawaki, một Tsunade đầy chán nản may mắn gặp được Dan Kato và được khích lệ khi biết rằng anh ủng hộ bà trong việc tìm cách cứu sống tính mạng của những đồng đội ngay trên chiến trường. Thời gian trôi qua, với việc có chung một tư tưởng, Tsunade nhận ra rằng mình đã yêu Dan từ lúc nào không hay. Để biểu lộ tình cảm, cũng như hy vọng rằng sẽ tiếp sức cho anh thực hiện ước mơ của mình, Tsunade đã tặng anh chiếc vòng cổ pha lê của Hashirama. Thế nhưng, không lâu sau đó, anh đã từ trận, dù cho Tsunade nỗ lực sử dụng y thuật để cứu anh. Đến lúc này đây, sau khi được trở về chủ nhân cũ một lần nữa, chiếc vòng cổ của bà được cho là bị nguyền rủa và mang đến cái chết cho những ai đeo nó, trừ Tsunade ra. Sau cái chết của Dan, Tsunade bắt đầu sợ máu, khiến bà không còn khả năng tham gia cuộc chiến. Sự ra đi mãi mãi của cả Nawaki và Dan khiến cho bà xem chức hiệu Hokage như một chức vụ chỉ những kẻ ngu xuẩn mới thích làm. Nếu Dan không chết thì có lẽ Tsunade đã trở thành một người phụ nữ tuyệt vời của gia đình. Đáng tiếc sự thật lại phũ phàng. Tsunade đã chọn cuộc sống độc thân và đi khắp nơi để giữ mãi tình yêu với Dan. Thứ ba, Yahiko, Konan. Yahiko và Konan là đôi bạn lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ. Cùng với Nagato, ba đứa trẻ mồ côi của làng mưa luôn yêu thương và quan tâm nhau hết lòng. Chúng hiểu sự mất mát và nỗi đau do chiến tranh gây ra nên luôn tìm kiếm một nền hòa bình thật sự. Cả ba người cuối cùng gặp được Jiraiya, người đã chăm sóc họ và dạy cho họ các nhẫn thuật cơ bản. Đã có lúc, Nagato cứu Yahiko thoát khỏi một chunin làng đá. Sau đó, Yahiko đã thề sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho Nagato và Konan và thậm chí là tất cả ninja làng mưa. Cùng nhau trưởng thành, Yahiko đã nảy sinh tình cảm với Konan và Konan cũng đã hứa sẽ trả lời Yahiko. Bất ngờ, trong một lần trùng kế của Hanzo, Yahiko đã hy sinh bản thân để cứu Konan, người con gái mà anh ta vô cùng trân trọng. Thứ hai, Neji, Tenten. Các data book cho thấy rằng Tenten không tiếc lời tán dương dành tới đồng đội của cô, Neji. Có thể thấy rằng Tenten ngưỡng mộ Neji từ xa, giống như cách mà Hinata ngưỡng mộ Naruto và Sakura ngưỡng mộ Sasuke. Đó là kiểu mối quan hệ được xây dựng lên từ sự khâm phục và đánh giá cao và rồi trở thành tình yêu của các Kunoichi, giống như Hinata đối với Naruto. Nếu chúng ta xem xét mối quan hệ giữa Tenten và Lee, nó sẽ không đến đâu cả. Nó không phải là cách mà các cặp đôi Naruto kết hợp và họ rõ ràng đồng đội. Neji là người mà Tenten ngưỡng mộ và muốn gây ấn tượng và luôn được thấy là tập luyện với anh ấy rất nhiều, chỉ có cô với anh. Và nói về vụ cưới hỏi, Kishimoto đã nói rằng Tenten không phải là mẹ của Metoli. Điều đó có nghĩa là Tenten không có bất cứ mối quan tâm lãng mạn nào với Lee cả, bởi vì cô không phải là mẹ của đứa con trai của cậu. Điều này cũng có thể gợi ý rằng Tenten đã không có thêm đối tượng nào khác sau Neji, bởi vì Neji là tình yêu đích thực và duy nhất của cô. Cũng vậy với Neji, Tenten là cô gái duy nhất anh ta đối xử dịu dàng. Với Tenten, anh cho thấy rằng anh ấy có thể nói chuyện với cô ấy một cách tự do hơn,
cho phép cô phá vỡ rào cản cảm ứng của anh và một người anh ấy có thể than phiền. Rõ ràng là anh quan tâm đến cô và giữ cô trong mối quan hệ mật thiết, và cô là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh. Thứ nhất, Obito và Rin. Tình yêu luôn là chất xúc tác tuyệt vời khiến cho cuộc sống này trở nên thú vị hơn, nhưng mấy ai mới có thể có được hạnh phúc như ý muốn. Và những tình cảm đơn phương vẫn luôn là thứ tình cảm khờ dại, ngu muội, lắm lúc vì quá si tình mà lãng mất chính mình. Tình yêu của Obito dành cho Rin là một ví dụ cụ thể. Obito yêu Rin tha thiết, nhưng tình cảm của cậu không được đáp lại vì Rin yêu Kakashi. Khoảnh khắc chứng kiến người con gái mình yêu chết ngay trước mắt mình mà không thể làm gì, Obito đau khổ tột độ, niềm tin của cậu, tình yêu của cậu cũng vỡ tan tành. Trước những cảm xúc to lớn ấy, con mắt Sharingan bắt đầu có sự biến đổi. Từ Sharingan về 2 phẩy lúc đầu, con mắt chuyển lên 3 phẩy để ngay sau đó biến thành Mangekyou Sharingan. Obito ôm lấy thi thể Rin và thề rằng sẽ tạo ra một thế giới nơi mà cô vẫn còn đang sống bằng cách quyết tâm dốc toàn bộ trí lực triển khai kế hoạch Nguyệt Nhãn và gây ra cuộc đại chiến thế giới ninja lần thứ tư. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video, để nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.